Mình còn nhớ video của Dan vài tuần trước khi trò chuyện với vợ ấy. Wow, nhìn hai vợ chồng rất hạnh phúc, rất tình cảm, rất đồng thuận. Chuẩn kiểu thuận vợ thuận chồng tát biển ông cũng cạn. Thuận vợ thuận chồng tát biển ông cũng cạn nói thế nào bằng tiếng Anh nhỉ? Good husband, good wife. Empty sea. Come, need the sea emptied? Find a good husband and wife. Come, a husband and wife with love aplenty make the sea pretty damn empty. Come, come, come. Whoa, 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 whoa. Em đừng có dịch thành ngữ đây sang tiếng Anh nhá. Tiếng Anh không có đâu. Thế á? Em cứ về giường mộng tưởng về các video cũ của Dan đi. Để Dan thực hiện một video mới, nó sẽ giúp em. Vâng ạ. Ok, trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những thành ngữ, đặc ngữ và tục ngữ của tiếng Việt mà có một câu tương đương trong tiếng Anh. Các câu sau đây được đề xuất bởi các fan của kênh này, nên mình nghĩ video này sẽ rất thú vị với các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với một số câu mà có thể nhiều bạn đã biết trong tiếng Anh rồi, như đứng núi này chống núi nọ. Tiếng Anh là The grass is always greener on the other side. Nghĩa đen là cỏ bên kia luôn luôn xanh hơn. Hãy hình dung là bạn đang đứng ở vườn nhà mình và nhìn sang vườn nhà hàng xóm. Bạn sẽ nghĩ, wow, cỏ bên kia xanh thế. Còn khi người hàng xóm nhìn sang vườn của bạn, thì bạn ấy sẽ nghĩ, oh, bên kia cỏ mới xanh làm sao? Vậy, dù bạn đang đứng ở vườn nào, thì the grass is always greener on the other side. Một ví dụ thực tế là nhiều khi người Việt nói với người Mỹ là, ước gì mình được sang Mỹ ở luôn. Bên kia sạch sẽ, hiện đại. Và người Mỹ sẽ trả lời là, nhưng ở bên kia người ta sống biệt lập lắm. Ở Việt Nam vui vẻ hơn rất nhiều. Huh. The grass is always greener on the other side. Tiếp theo là một câu sọt sáng về vẻ bề ngoài với thực tế bên trong. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tiếng Anh là don't judge a book by its cover. Đừng đánh giá một quyển sách vì bìa của nó. Câu đó thường được dùng với những người hoặc những vật có bề ngoài không hấp dẫn, nhưng có thể bên trong có giá trị rất cao. Và còn có một câu với ý nghĩa ngược lại là all that glitters is not gold. Không phải vật lấp lánh nào cũng là vàng. Nghĩa bóng là có thể nhìn cái gì đó bên ngoài rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng bên trong nó chả có gì hết. Tiếp theo là cha nào còn ấy. Chắc các bạn đã biết câu like father like son. Câu đó hay và thông dụng, nhưng tiếng Anh có một câu nữa, mình thấy nó còn hay hơn. The fruit never falls too far from the tree. Quả, tức là con cái, không bao giờ rơi xa cây. Cây là bố mẹ. Câu đó thường được sử dụng một cách tiêu cực, khi người ta thấy rằng các đứa trẻ không thể từ bỏ những thói xấu mà chúng đã học từ bố mẹ. Oh, all Dan's son ever does is drink beer and say dirty words. This shit is fucking funny. Yeah, well, fruit never falls too far from the tree, does it? Ah, nói đến cây, mình tự nhiên nghĩ đến câu tiếp theo. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tiếng Anh có một câu không chính xác giống câu vừa rồi, nhưng cũng khá tương tự, là two heads are better than one. Hai đầu tốt hơn một, nghĩa là khi hai người cùng suy nghĩ một vấn đề không hiểu gì cả thì khả năng giải quyết cao hơn. Wow! Tuy nhiên, cả tiếng Việt và tiếng Anh đều có một câu phủ nhận ý nghĩa của hai câu trước. Tiếng Việt là lắm thầy nhiều ma, và tiếng Anh là too many cooks spoil the soup. Lắm người nấu thì hỏng canh, tại vì mỗi người một ý kiến khác nhau. Thêm chút cá, thêm chút giá, thêm chút rau má, thêm chút nấm, thêm chút tấm, thêm chút giấm, thêm chút bò, thêm chút giò, thêm chút sò. Và cuối cùng, bạn sẽ có một món canh mà không ai ăn được cả. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu một vài câu tiếng Anh cũng liên quan đến nấu nướng. Tiếng Việt có câu, tranh vỏ dưa, lại gọi vỏ dừa. Còn tiếng Anh có câu, out of the frying pan, into the fire. Hãy hình dung là bạn đang đứng trong một cái chảo thật to và nó đang nóng lên. Rồi bạn nghĩ, ôi, ở đây nóng chết người, mình phải thoát khỏi ngay. Thế rồi bạn nhảy ra và bị cháy luôn. Trong việc tránh một chuyện tệ, bạn đã gặp phải một chuyện tệ hơn rất nhiều. Out of the frying pan, into the fire. Câu tiếp theo là chó chê mèo lam lông. Tiếng Anh là the pot calling the kettle black. Nghĩa đen là cái nồi chê cái ấm đủ nước bị đen. Để hiểu câu này, các bạn phải hình dung cụ bếp ngày xưa. Khi tất cả đều được nấu trên củi, cho nên việc cái nồi chảy cái ấm bị đen rất nực cười. Cái nồi cũng xuất hiện trong câu tiếp theo, một con sâu làm dầu nồi canh. Tiếng Anh là one bad apple spoils the bunch. Một quả táo hỏng sẽ làm hỏng cả đống. Tại vì trên thực tế, một quả táo hỏng sẽ phát mấy loại khí cũng khiến các quả xung quanh bị hỏng theo.
Giống như một người xấu cho một tập thể sẽ khiến cả tập thể bị xấu theo. Trường hợp đó, người bản xứ thường không nói cả câu "One bad apple spoils the bunch", mà chỉ gọi người xấu ấy là "a bad apple". Và những người xấu này hay có một hành vi rất tệ là ăn cháo đá bát. Câu đó trong tiếng Anh là "to bite the hand that feeds you", cắn cái tay đã nuôi mình. Hey, look at this drawing I did of the boss. Isn't it great? You better be careful about who sees that. You don't want to bite the hand that feeds you. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số câu liên quan đến con vật, như đàn gà tai trâu. Tiếng Anh là "to cast pearls before swine", nghĩa đơn là nắm ngọc trai trước mặt con lợn. Và nghĩa bóng cũng giống câu tiếng Việt, là đưa điều hay ho, tốt đẹp, đặc biệt là văn chương, nghệ thuật hoặc âm nhạc, đến với một đối tượng quá ngu hoặc không đủ nhận thức để hiểu rõ giá trị của nó. It's really cool stuff, right? We just watch some Smosh videos and read Doraemon comics. Oh, what? Forget it, man. You're casting pearls before swine with that idiot. Tiếp theo là giọt nước làm chàn ly. Tiếng Anh là "the straw that broke the camel's back". Trong câu này, straw không phải ôm hút mà là sợi dơm. Nếu cứ xếp dơm trên lưng của con lạc đà, thì sẽ có một sợi cuối cùng làm gãy nó. Với thành ngữ này, bọn mình thường không nói cả câu "the straw that broke the camel's back", mà chỉ nói "that's the last straw", khi những chuyện khó chịu đã chồng xếp lên nhau nhiều đến mức người ta không thể chịu đựng được nữa. You know, honey, you've been letting the house get kind of messy. Why don't you do some cleaning this weekend? That is the last straw. I'm gonna go find myself a real man. Khổ thân con lạc đà bị gãy lưng kia. Con lạc đà dùng để cưỡi và chở đầu đúng không? Và ngựa cũng thế. Vậy chúng ta xem câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Câu đó trong tiếng Anh là "birds of a feather flock together", tức là chim cùng một loài sẽ thành bầy. Ý nghĩa của nó cũng giống "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", nhưng mình thấy nó thường được sử dụng một cách tiêu cực và mỉa mai hơn, kiểu như "you know, honey, lately I've been feeling like my friends are a bunch of boring assholes. I mean, they got no respect for other people or other people's things. Most of them are ugly too. Yeah, well, birds of a feather flock together." Okay, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nhưng trước khi tắt máy, mình có hai điểm chú ý cho các bạn. Thứ nhất là danh sách trong video này không toàn diện. Còn một số câu tiếng Việt nữa có một câu tương đương trong tiếng Anh. Có thể một ngày nào đó mình sẽ làm video thứ hai về chủ đề này. Còn điểm chú ý thứ hai là hình như trên mạng có những danh sách rất dài về thành ngữ tiếng Anh bằng tiếng Việt. Tại vì có một số bạn đã copy-paste chúng trong phần bình luận, nhưng mình thấy chúng không hay cho lắm. Ví dụ như câu "a miss is as good as a mile", có thể nó phổ biến ở các nước khác hoặc là đã từng thông dụng vào thế kỷ trước, nhưng cá nhân đang chưa nghe bao giờ. "He who laughs today may weep tomorrow", có vẻ hợp lý, nhưng mình chưa nghe bao giờ. "Man proposes, God disposes", chưa nghe bao giờ, cũng không hiểu ý nghĩa cho lắm. "A flow will have an ebb", chưa nghe bao giờ. "A bad compromise is better than a good lawsuit", chưa nghe bao giờ. "A good wife makes a good husband", "grasp all, lose all", "send the fox to mind the geese", "as poor as a church mouse", "a bad beginning makes a good ending", "love me, love my dog", "it is the first step that costs", "opportunities are hard to seize", "in times of prosperity, friends will be plenty", "in times of adversity, not one in 20". Tất cả mình đều chưa nghe bao giờ. Cho nên các bạn hãy đừng tin rằng thành ngữ này hoặc thành ngữ kia hay và thông dụng ở các nước tiếng Anh chỉ vì một trang vớ vẩn như thế này, hoặc như thế này, hoặc như thế này đã viết như thế, hoặc là đã copy như thế. Trời ơi, các trang học tiếng Anh của người Việt ăn cắp nhiều đến nỗi không biết ai đã sáng tạo đầu tiên. That's it. Còn một điều nữa. Video này được đem đến các bạn với sự ủng hộ của Elsa, một ứng dụng di động có khả năng chỉnh sửa phát âm tiếng Anh của bạn một cách rất chi tiết. Bert. Đấy, nó không chỉ báo bạn đã đọc sai, mà còn chỉ bạn đã đọc sai ở chỗ nào và đã đọc chuẩn đến bao nhiêu phần trăm. Nếu bạn muốn thử dùng, thì hãy cài nó tại Google Play hoặc the App Store. Trong vài ngày đầu, nó miễn phí hoàn toàn. Sau đó, nếu bạn muốn dùng tiếp, thì hãy vào trang elsaspeak.com/danhauer và thực hiện 3 bước ở đây để thanh toán bằng giá được giảm từ 10 đến 80%. Nếu làm như thế, thì bạn sẽ cải thiện phát âm của bạn và ủng hộ kênh này nữa. Tốt cho bạn và tốt cho mình. Oh, and one more thing. Some of you might have been curious about this picture. I didn't draw it, my wife did. Isn't she talented? Oh, and one more small thing. I know many of you have been wanting to see the baby once it's born. Well, here you go. I'm actually not sure if it's a boy or a girl. I haven't had time to check.